Sáng nay ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lộc, 37 tuổi, ngụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, điều khiển xe ô tô gây tai nạn, làm một người chết và một người bị thương rồi bỏ trốn. Trước đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 4 tháng 4, Nguyễn Xuân Lộc điều khiển xe ô tô khi đến ngã tư đường Yết Kiêu và Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, thì va chạm với xe máy làm người đàn ông 70 tuổi, ngụ phường Tây Lộc chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn và tử vong sau đó. Còn ông Nguyễn Văn Ánh, 60 tuổi, ngụ phường An Hòa, thành phố Huế, người ngồi phía sau xe máy bị gãy xương sườn, xương bả vai và dập lá lách, được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Điều đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế ô tô bỏ trốn cùng với phương tiện. Đến ngày 11 tháng 4, Công an thành phố Huế đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Xuân Lộc. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do lái xe Nguyễn Xuân Lộc không giảm tốc độ khi qua giao lộ.